Em tiếp tục chào đón quý vị với một siêu phẩm. Dòng này dành riêng cho cá nhân để đóng chơi thôi, nhưng mà giờ quyết định phải xem nó. Em đóng đôi loa toàn giải này, gỗ này là bằng gỗ ốc chó quý vị nhé, gỗ ốc chó đấy, ván hở lướt phía dưới, thiết kế rất là độc đáo. Đây là đôi loa toàn giải, dòng loa Cortex. Chất âm thì không nói được, chất âm không miễn bàn các bạn, âm của em nó dòng loa này rất là nổi tiếng, loa Fortech này. Này em đóng bằng gỗ ốc chó nhé, nhìn rất là sang trọng. Em báo luôn giá đôi này là 18 triệu, ê căng có đầy đủ, có ê căng đầy đủ quý vị ạ. Đây có ý căng đầy đủ nhé. Đây đấy là ý căng của em nó nhé, được chưa? Em sẽ đậy ý căng vào cho quý vị xem. Nào còn là chất hay không thì mời quý vị bắt đầu cảm nhận chất âm của em. Những dòng này gọi là dòng loa chơi nhạc nhẹ đẳng cấp luôn. Mời quý vị. Cảm giác nó nghe nó mê mẩn người luôn, rất là nhẹ nhàng chậm rãi. Chỉ cần như vậy là quý vị biết là chất âm của em nó. Dòng loa toàn giải thì nó là đẳng cấp rồi, đỉnh cao rồi. Các bác nào kết thì alo cho em. Đây là đôi loa toàn giải dòng Hotex. Quý vị cần chi tiết củ loa, em đều có củ loa nhé, và đều có clip khui hàng của
củ loa, đôi loa này rồi. Giá của đôi loa này là 18 triệu. 18 triệu. Em sẽ đo kích thước loa cho các bác. Đôi này là chiều ngang của nó là 38,5. Chiều sâu là 43,2. Chiều sâu 42. Chiều cao là 91,2. Chiều cao là 91,2. Một người bê con này lặc lè đấy.